Tin Vatican. Đức Hồng y Tắc Lê được nâng lên đẳng Hồng y giám mục. Hôm mùng 1 tháng 5, thông cáo phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã thăng Đức Hồng y Louis Lê, tổng trưởng bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc và Đức Hồng y Beniamino Steklar, tổng trưởng bộ giáo sĩ lên đẳng Hồng y giám mục. Đức Hồng y Antonio Tacle là tổng giám mục Milan từ năm 2011 đến năm 2020, ngài là một nhân vật nổi bật trong thượng hội đồng giám mục về giới trẻ. Năm 2018, một năm sau, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, thay thế Đức Hồng y Fernando Pinoli từ năm 2015. Đức Hồng y Stakle cũng là chủ tịch Caritas quốc tế một tổ chức gồm 165 cơ quan phát triển và cứu trợ công giáo quốc gia. Chúng ta hiểu về Hồng Y Đoàn như thế nào. Các thành viên Hồng Y Đoàn được phân thành ba cấp bậc, Hồng Y Phó Tế, Hồng Y Linh Mục và Hồng Y Giám Mục. Các Hồng Y Giám Mục là cao cấp nhất theo truyền thống sáu hồng y công giáo la tinh được bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa ở các nhà thờ cổ ở vùng phụ cận roma các thượng phụ công giáo đông phương cũng là các hồng y giám mục đức thánh cha chỉ định đức hồng y stella là hồng y giám mục tại nhà thờ hiệu tòa porto santa rufina trước đó là nhà thờ hiệu tòa của đức hồng y roger etchegarey đã qua đời vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Đức Thánh Cha không chỉ định một nhà thờ hiệu tòa cho Đức Hồng Y Tắc Lê, thay vào đó, Ngài ra một phút chiếu ban cho Đức Hồng Y Tắc Lê có tư cách hoàn toàn như các Hồng Y Giám Mục khác. 14 Hồng Y Giám Mục Vào tháng 6 năm 2018, Đức Thánh Cha đã mở rộng số các Hồng Y Số hồng y giám mục nhiều hơn sáu vị. Theo truyền thống và đã bổ nhiệm một số hồng y giám mục mà không chỉ định các nhà thờ hiệu tòa cho các ngài. Đó là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Hồng Y Mark Owens, Tổng trưởng Bộ Giám mục và Đức Hồng Y Finoli, Nguyên tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Với việc thăng hai đức Hồng y Stakle và Stella, số Hồng y Giáo mục hiện nay là 14 vị. Phụ tá Camerlengo, đức Tổng giám mục Ison de Jesus Montanari. Hôm mùng 1 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm đức Tổng giám mục Ison de Jesus Montanari tổng thư ký Bộ Giám mục làm phụ tá Camelango. Trợ giúp vị tránh Camelango là Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Camelango có nhiệm vụ xác nhận sự qua đời của vị giáo hoàng đương nhiệm và quản lý tài sản tạm thời của tòa thánh trước khi bầu giáo hoàng mới.